Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và hôm nay là thứ hai, 2 tê tháng 9 năm 2019. Đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi là một chương trình đặc biệt về vấn đề kinh tế tài chính Và cuộc tiếp xúc của chúng tôi với tiến sĩ tại Cửa Hải để nhằm phân tích một số vấn đề có liên quan tới vấn đề chính trị và kinh tế nó có những tương quan như thế nào. Và đặc biệt cái chuyến đi G7 vừa rồi của Tổng thống Donald Trump, những con số thất nghiệp trong thời gian vừa qua. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi trong phần 1. À, trước hết, xin được kính chào tiến sĩ Tạ Cư Hải. Xin chào anh Võ Thành Nhân và kính chào quý khán giả của SBTN. Khi mà Tổng thống Donald Trump từ ở G7 trở về, từ Pháp trở về, thì cái nhận định đầu tiên của tiến sĩ Tạ Cư Hải là như thế nào vậy? Cái nhận định đầu tiên của tôi khi Tổng thống Donald Trump trở về Mỹ sau hội nghị G7, thì chúng tôi thấy rằng cái hội nghị G7 đã đem lại cái bảy quốc gia đoàn kết hơn trước thứ nhất họ thống nhất với nhau về về quan điểm về xã hội về à, toàn cầu v.v những chuyện đó đã đưa tới cái kết luận là người ta đưa ra một thông cáo chung rất là ngắn gọn chỉ còn một trang giấy so với trước đây mỗi lần ông, rất dài. ông Tổng thống Obama lên 14.000 chữ lên dạ. à, cho nên rất là dài mà không có nghĩa lý gì và không có thực hiện cái điều gì cả nó chỉ nói vu vơ còn đây là rất là thực tế cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái hội nghị của G7 kỳ rồi với Tổng thống Donald Trump tại Âu Châu rất là lợi ích và đem lại sự đoàn kết uh, của uh, 7 quốc gia uh, tại Âu Châu cũng như nước Mỹ. Ngoài ra thì có những cái điều gì có liên quan đến những quốc gia khác giống như Iran, Brazil hay là những quốc gia khác hay không? Dĩ nhiên là có những cái điều đối như khác và cách cái cách đối xử với những cái quốc gia khác như thế nào và những biện pháp nào có thể được áp dụng những điều đó rất là thực tế chứ không có giống như là thù hằn với nhau để mà uh... nhưng mà vấn đề brazil vấn đề amazon trái như vậy cái quyết định của g7 viện trợ như vậy cái, cái sự đáp ứng của cái ông tổng thống brazil đó thì nó có những cái điều gì mâu thuẫn ở trong đó hay không hay là nó căng thẳng hay không cái ông tổng thống của brazil khi ông phát biểu ông đáp ông, ông đối đáp lại với cái, cái quyết định của g7 thì uh, theo lời của ông tổng thống macron của pháp ông nói là rất là thiếu kính trọng thì cái điều đó cũng là điều đáng tiếc nhưng mà ông tổng thống Donald Trump đã quyết định một điều rất hay là theo tôi hiểu là có cho phi cơ của Mỹ tới nơi cái vùng Amazon để mà chữa lửa nữa. Thì đó là cái cái điều mà tỏ chỉ có những người tốt đẹp như ông có lòng có lòng rộng lượng như ông tổng thống Donald Trump mới làm được như vậy. Nhưng mà sao cái G7 người ta bàn rất là nhiều về Putin và Trump? Tại sao vậy? là bởi vì sau cái hội nghị G7 thì ông tổng thống Donald Trump mình có mời ông Putin trở lại với G8, G8. Yeah. À, cho nên đó là cũng là một cử chỉ mà ông Trump ông thấy được, chẳng những ông thấy được và nhiều người khác cũng thấy được là bởi vì cái thế giới cần phải yên bình để mà phát triển chung các nước, các quốc gia rất nhiều quốc gia hiện tại trong thế giới có bom nguyên tử nữa, cho nên cái chiến tranh nó không có thực tế nữa, chiến tranh mà dùng bom nguyên tử thì làm sao mà chịu được? chính vì vậy mà họ họ tìm một cái giải pháp đi với nhau rất là hòa bình rất là uh, bình thản để cùng nhau phát triển và xây dựng. khi mà tiến sĩ tại cơ hải nói về chiến tranh mà có vũ khí và chiến tranh mậu dịch và chiến tranh quy ước. Ấy thì hiện nay có lẽ cái thời đại này người ta không muốn sử dụng chiến tranh những cái loại chiến tranh có vũ khí nhưng mà vũ khí vẫn được đang phát triển nhưng mà chiến tranh mậu dịch đang là một cái hiện tượng rất là lớn tiến sĩ đại Hải có thể phân tích thêm cái vũ khí nó đóng vai trò quan trọng đó, tức là nó sót, nó đem nó biểu diễn cái sức mạnh của cái quốc gia đó có vũ khí mạnh và nhờ cái vũ khí mạnh đó, đó là sức mạnh về quân sự của nó, nó giữ được hòa bình à, đối với thế giới nói chung mà và đối với quốc gia đó nói riêng là bởi vì không ai muốn đụng chạm tới chuyện đó và đụng chạm trong những đổ vỡ tại một quốc gia có thể đổ vỡ toàn thế giới cho nên cái điều đó rất là quan trọng bây giờ người ta cái sức mạnh vũ khí luôn luôn cần thiết bởi vì tiếc thay là muốn có hòa bình người ta phải có chiến tranh mà muốn có chiến tranh thì phải có vũ khí thì tất cả những điều đó đem lại một hoàn cảnh thuận lợi là không có chiến tranh nhưng mà khi mà chúng ta nói cái chương trình mậu dịch của tổng thống Donald Trump hiện nay với lại Trung cộng với lại ông tập cận bình đó, thì cái nhận định của tiến sĩ Tài Hải về cái damage của nó sẽ như thế nào và cái sự nhận bộ của Trung cộng sẽ xảy ra hay là có những cái thiệt hại cho người dân Hoa Kỳ? Chúng tôi nghĩ rằng ở giai đoạn đầu thì nó thiệt hại cho cả hai nước, cho Trung Quốc và cho Hoa Kỳ là bởi vì cái thuế mậu dịch nó gia tăng, thuế mậu dịch gia tăng thì cái cái giá hàng hóa tại địa phương của cái nước đó, đó nó cũng phải gia tăng và cộng thêm cái thuế mùa dịch cao nữa thì ví dụ như 25% chẳng hạn thì bây giờ thay vì hồi trước mình chỉ cần một 100 một, một triệu thì bây giờ mình có phải 125 triệu là vừa sản xuất và vừa trả thuế mùa dịch. Yeah. Chính vì vậy là cái điều mà nó ảnh hưởng thì giai đoạn đầu nó có thể thiệt hại cho kinh tế của cái, cái các nước liên hệ đó. À, nhưng mà về lâu về dài thì có lợi đặc biệt là cái trường hợp của Hoa Kỳ là đây là chiến tranh mậu dịch nhưng mà nói một cách có sâu sắc hơn thì đây là chiến tranh để tìm lại cái sự công bình cho nước Mỹ cho quyền lợi nước Mỹ và cho dân Mỹ là bởi vì theo lời tổng thống Donald Trump nói trong nhiều thập niên chẳng những Trung, Trung Quốc không mà nhiều nước khác trên thế giới đã lợi dụng khai thác nước Mỹ làm gây thiệt hại cho nước Mỹ trong nhiều thập niên chính vì vậy mà ông có bổn phận phải đem lại cái sự công bình cho nước Mỹ và cho dân Mỹ. Yeah. Và khi mà chúng ta nói tới chiến tranh Mậu dịch ấy, à, hiện nay xảy ra đó thì cái cuộc chiến tranh lạnh chạy đua về vũ khí nguyên tử, chạy đua về những vũ khí tối tân vẫn tiếp tục ở Đúng. nằm ở phía dưới của Đúng. cái bề mặt của Đúng. cái chiến tranh Mậu dịch. Nhưng mà khi mà nếu mà có chiến tranh quy ước ấy, thì đương nhiên là nó đã, đã sẵn sàng để mà chiến tranh rồi thì lúc đó chúng ta khỏi cần nói Mậu dịch hay là là chiến tranh lạnh nữa Đúng. mà chỉ có những cái những cái trận chiến toàn thế giới thôi. Nhưng mà trận chiến chiến tranh mậu dịch hiện nay cũng là một trận chiến toàn cầu vì nó ảnh hưởng khắp nơi trên thế giới. Anh hãy có thể phân tích thêm nó ảnh hưởng như thế nào và hiện nay nó những cái sự damage của cái cuộc chiến tranh mậu dịch này nữa bên ngoài Mỹ và Trung cộng thì các quốc gia khác thì sao? Giữa Mỹ và Trung cộng thì cái chiến tranh mậu dịch này nó có cái điều lợi thực tế cho Mỹ là đem lại công ăn việc làm trở lại nước Mỹ. Đó là cái lý do à, bởi vì trước đây Trung Trung Quốc họ có cái cái, cái thị trường việc làm rất là rẻ chính vì vậy mà họ phát triển rất mạnh rất lệ còn bây giờ thì nhờ chiến tranh mậu dịch này mà các cái công ty đại công ty của mỹ họ bắt đầu họ rút tất cả những cái 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 cái, cái cơ sở của họ tại trung quốc đem về mỹ lại và đem lại công an việc làm nha bây giờ trên thế giới nói chung thì là có sự xáo trộn về cái cái thị trường mà vốn nó đã có hai ba thập niên như vậy nó tiếp tục yeah. à, là có giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc à, thì bây giờ à, Trung Quốc bắt buộc phải tìm những cái nguồn cung cấp nông phẩm chẳng hạn, thức ăn chẳng hạn, thịt chẳng hạn, vân vân, đậu nành, vân vân, vân. những thứ đó à, thay vì lấy của Mỹ à, nhập cảng của Mỹ thì bị thuế tarif à, thuế thuế mậu dịch cao à, thì ảnh buộc là ảnh phải tiếp xúc với các nước à, à, ở Châu Âu cũng có và các nước ở Nam Mỹ cũng có vân vân thì do đó mà các thị trường nó có thay đổi. Dạ. Yeah. À, kính thưa quý vị, à, vừa rồi là phần một trong chương trình ngày hôm nay à, chúng tôi xin à, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần, phần hai à, sau phần à, thông cáo và quảng cáo. Nhịp cầu yêu thương kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình văn nghệ gây quỹ giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi, người phong cùi trên quê hương Việt Nam do Hội Việt tộc tổ chức lúc 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019 tại nhà hàng Regent Court, 4520 đường Tryon Charlotte. Với sự có mặt ca sĩ Như Ý, Lê Huy, ban nhạc Tia Nắng, giá vé ủng hộ 40 đô la. Mọi liên lạc xin gọi cô Tu Hương 7046077761 hoặc cô Quỳnh Nga 7045167975. Trân trọng kính mời.